Chào mừng các bạn đến với khoa lập trình iOS tại trung tâm đào tạo thiết lập Farm. Chúng ta đang trong loạt chuyên đề về sử dụng Auto Layout trong Xcode. Thì trong video này tôi sẽ dạy các bạn cách co dán table view theo text field bên trong. Thì cái này các bạn có thể ứng dụng để làm abstract hoặc là làm thiết kế rất là nhiều thứ khác ha. Thì tôi sẽ mở lại project lần trước. Rồi tôi sẽ run lên thử project lần trước cho các bạn quan sát. Rồi, chúng ta đang run project lần trước ha. Thì project lần trước chúng ta đã auto layout được một table view ha, dựa vào auto layout. Nhưng mà tuy nhiên là cái text field chúng ta đang còn bị ngắt bởi vì chúng ta có quá nhiều chữ. Bây giờ tôi muốn là cái table view này sẽ co dán theo kích thước của text field. Rồi, bây giờ tôi sẽ làm như sau. Đầu tiên, đứng từ màn hình auto layout, tôi sẽ chỉnh lại. Lần trước chúng ta để kích thước hay là 40 ha, dấu bằng. Bây giờ tôi sẽ nói là lớn hơn hoặc bằng, có nghĩa là tối thiểu sẽ là 40. Nếu mà nhiều tách hơn thì cái hay của tôi sẽ co dán ra theo ha. Rồi, tiếp theo là tôi sẽ cho cái label của tôi số dòng sẽ là không giới hạn. Thì để làm được điều đó, tôi chọn label. Trong line này của tôi sẽ chỉnh được số dòng. Thì khi tôi tăng lên thì số dòng sẽ tăng. Tuy nhiên tôi chưa biết là bao nhiêu dòng thì tôi sẽ để số 0. Số 0 có nghĩa là cứ đến cuối của label nó sẽ tự xuống dòng ha. Rồi tiếp theo nữa, tôi sẽ nói là label của tôi hiện giờ ha, đang là ở trung tâm của table view cell. Thì bây giờ tôi sẽ nói là nó neo theo bên dưới một đoạn, giả sử là 10 chẳng hạn. Tương tự như cách chúng ta cắt view của auto neo ngược mà tôi đã dẫn các bạn trong những view clip trước. Thì bây giờ tôi nói nó cách bên dưới là 10, tôi enter cái ha. Thì lúc này label của tôi sẽ đẩy cái view bên ngoài ra. Bây giờ điều còn lại là tôi vào trong code, tôi viết thêm hai dòng code ha. Dòng đầu tiên tôi sẽ xác định table view chấm row hay. Dòng này có ý nghĩa gì mọi người? Dòng này có ý nghĩa là cái kích thước mặc định của cái table view cell. Nếu như là cái đoạn text nó ngắn thì cái kích thước mặc định để nó đẩy ra là bao nhiêu ha. Thì đây tôi nói kích thước mặc định của table view cell của tôi là 100. Rồi tôi nói thêm là table view của tôi chấm row hay ha, tôi sẽ bằng table view UI table view automatic dimension, có nghĩa là nếu như cái text field của tôi dài nó đẩy ra thì tôi sẽ auto neo cái kích thước, auto cái hay của table view cell ha. Tôi run cho các bạn xem thử. Run lên. Rồi các bạn thấy lúc này kích thước của tôi đã được thay đổi. Ở đây tôi có một dòng rất là dài thì nó sẽ đẩy cái hay của table view của tôi ra, còn những dòng còn lại thì nó sẽ ngắn. Ở đây tôi đang để 100, có nghĩa là mặc định nếu mà nó ngắn thì nó sẽ là 100. Bây giờ tôi tăng lên 200 cho các bạn xem ha. Rồi tôi run lại. Ha, thì lúc này cái kích thước table view của tôi sẽ thay đổi một chút ha, sẽ thay đổi một chút. Tuy nhiên các bạn thấy là nó luôn luôn co dán theo các cái kích thước khác nhau của cái từng cái text field ha. Text field càng dài thì cái table view của tôi nó lại càng to, được không các bạn? Rồi các bạn thấy bên dưới này, đoạn này là 200 ha, tôi đổi là 100 chẳng hạn. Rồi ok, thì tôi nhắc lại các bước để làm. Đầu tiên các bạn auto layout bình thường table view cell như là những cell thông thường khác ha. Các bạn auto layout tất cả bình thường như những cái thông thường các bạn hay làm trong clip tôi đã hướng dẫn. Rồi đến cái cuối cùng ấy, các bạn cách bottom cho tôi hoặc là cách top cho tôi cũng được.
để xác định cái chiều đẩy của table view của cái label của tôi, đẩy table view cell ra. Rồi bước tiếp theo là các bạn vào code viết cho tôi hai dòng để cho table view cell của tôi xác định kích thước động ha. Rồi các bạn chọn cái label của tôi thì đây là bước phụ thôi. Chọn label của tôi là cái line về 0 để cho label của tôi cứ mỗi lần xuống dòng, cứ mỗi lần đầy tràn thì sẽ đẩy xuống dòng, đẩy xuống dòng ha. Rồi chỉnh cho tôi cái kích thước hay đang là từ bằng thành lớn hơn hoặc bằng, có nghĩa là tối thiểu nó sẽ bằng 40, còn cứ mỗi lần nó dài ra thì nó sẽ tính thêm ra. Rồi tôi đã hướng dẫn cho các bạn xong cách auto layout một table view co giãn theo text view. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.